quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lâm Vĩ Dạ vỡ òa khi được ông xã tổ chức sinh nhật tại resort 5 sao. Tâm lý thế này bảo sao gia đình viên mãn. Lâm Vĩ Dạ vừa tung loạt ảnh hạnh phúc bên gia đình trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 31. Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Vĩ Dạ hạnh phúc khoe loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 31. Năm nay mình đã có một sinh nhật đáng nhớ. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, trong loạt ảnh nữ diễn viên hài không giấu được niềm vui. Cô liên tục nở những nụ cười rạng rỡ bên ông xã cùng các con. Bữa tiệc sinh nhật năm nay của Lâm Vĩ Dạ được ông xã tổ chức tại một resort 5 sao. Bên cạnh gia đình, Châu Đăng Khoa, người em thân thiết của cặp đôi cũng góp mặt. Đặc biệt, khoảnh khắc chung khung hình của vợ chồng anh Bảy Gà đã nhanh chóng được các fan thả tim ly lịa. Theo chàng về dinh khi mới 21 tuổi, nhưng Lâm Vĩ Dạ đã có một cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Không phô trương quá nhiều, nhưng Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ đích thị là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì V-Big. Lâm Vĩ Dạ được chồng mừng sinh nhật tuổi 31 tại resort 5 sao. Nữ diễn viên hài không giấu được niềm vui, cô liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt. Bố mẹ chồng cũng góp mặt chung vui mừng sinh nhật Lâm Vĩ Dạ. Ngoài gia đình, Châu Đăng Khoa, người em thân thiết của vợ chồng cô cũng góp mặt. Cũng trong chuyến đi này, nữ diễn viên cũng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, nạp năng lượng mới trước khi quay về với lịch trình bận rộn game show. Hiếm hoi lắm khán giả mới thấy Lâm Vĩ Dạ diện áo tắm. Từ trước đến nay cô khá kín đáo, ít khi nào để lộ da thịt. Từ trước đến nay cô theo phong cách kính cổng cao tường, nên dù mặc đồ tắm thì Lâm Vĩ Dạ cũng hạn chế góc máy cận. Phải gợi cảm của bà mẹ hai con, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, áp lực kinh tế, thì giờ đây mọi thứ đến với gia đình Lâm Vĩ Dạ đều thuận lợi hơn. Thu nhập hai vợ chồng cao hơn rất nhiều, nên họ thoải mái, sung túc, có điều kiện đi du lịch, nghỉ dưỡng mọi nơi khi có thời gian rảnh rỗi.